Ngày 1 tháng 6, thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Tại huyện Đông Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự hội nghị lấy ý kiến cử tri khu phố Hàm Hạ, thị trấn Dừng Thông. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Trước khi vào hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Sơn, thị trấn Dường Thông và khu phố Hàm Hạ đã đến dân hương tại di tích quốc gia Đình Hàm Hạ, nơi gắn liền với sự ra đời của tri bộ Hàm Hạ ngày 25 tháng 6 năm 1930, tri bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và là một trong ba tri bộ tiền thân của đảng bộ tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà cách mạng tiền bối, những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, khẳng định niềm tự hào và quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, đồng thời nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường. Hội nghị lấy ý kiến cử tri khu phố Hàm Hạ diễn ra trong bầu không khí dân chủ, niềm hân hoan, tự hào và kỳ vọng của cán bộ nhân dân khu phố. Do đã được tuyên truyền phổ biến cặn kẽ về đề án nên cử tri đều thấu hiểu và đồng tình với việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Cử tri bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa sẽ tạo thuận lợi để xây dựng và phát triển đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà. Cử tri cũng đồng tình cao với việc thành lập phường rừng thông thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở thị trấn rừng thông hiện tại đồng thời khẳng định việc thành lập phường rừng thông không chỉ nhằm giúp thành phố Thanh Hóa sau khi điều chỉnh địa giới hành chính vẫn đảm bảo các tiêu chí đô thị loại 1, mà đây còn là nguyện vọng của nhân dân địa phương là sự ghi nhận đối với những kết quả phát triển của thị trấn rừng thông trong những năm qua, là cơ hội để phường rừng thông đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và tạo bất phá trong thời gian tới. Cơ bản đồng tình với việc lấy tên của đơn vị hành chính sau sắp nhập là thành phố Thanh Hóa, tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ mong muốn tỉnh sẽ lựa chọn một công trình kiến trúc không gian cảnh quan hoặc thiết chế văn hóa có tầm vóc xứng đáng để đặt tên là đông sơn lưu giữ một tên gọi vốn gắn bó bao đời và đi sâu vào tâm thức của người dân địa phương cử tri nêu một số kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ việc thay đổi các loại giấy tờ tùy thân thủ tục hành chính khi thực hiện nhập huyện đông sơn vào thành phố thanh hóa thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương ban chỉ đạo thực hiện đề án các cấp cùng cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa thời gian qua đã nỗ lực cố gắng tập trung cao độ để triển khai thực hiện đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Bí thư tỉnh ủy biểu dương thị trấn Dường Thông và khu phố Hàm Hạ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đảm bảo trang trọng dân chủ đúng quy định. Phân tích về các mô hình tổ chức chính quyền trên thế giới, cũng như việc sắp xếp các đơn vị hành chính trong nước trong tỉnh từ trước đến nay, đặc biệt là từ khi có nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính các cấp là công việc bình thường nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó, nhìn từ kế hoạch của các địa phương trong cả nước nhằm thực hiện nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có thể thấy việc nhập các đơn vị hành chính cấp huyện lân cận vào đô thị tỉnh lỵ đang là một xu thế nhằm mở rộng không gian, tạo động lực mới cho sự phát triển. Thực tế cho thấy, với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội thời gian qua, không gian của thành phố Thanh Hóa hiện tại đã không còn nhiều dư địa không đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Trong khi đó, Đông Sơn trước kia là một huyện lớn, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, nay chỉ còn 14 đơn vị cấp xã, dân số chưa đến 100.000 người, không đủ các tiêu chí theo nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa là hợp lý, cần thiết và xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân khu phố Hàm Hạ đã đồng tình, thống nhất cao với chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập phường Dường Thông thuộc thành phố Thanh Hóa. Đối với những tâm tư và nguyện vọng mà cử tri đã bày tỏ, Bí thư tỉnh ủy khẳng định việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa vẫn giữ được truyền thống, lịch sử, văn hóa mà bao đời nay người dân Đông Sơn đã xây dựng, lưu giữ và phát triển danh sưng đông sơn vẫn còn mãi trong đời sống được ghi vào lịch sử gắn với tên của một nền văn hóa với nhiều thanh tiệu rực rỡ văn hóa đông sơn sau sắp nhập nhiều thiết chế quan trọng như trường học bệnh viện vẫn giữ nguyên tên cũ vẫn hoạt động như trước đây đồng thời tỉnh đã và đang nghiên cứu lựa chọn để đặt tên đông sơn cho các công trình trọng điểm của tỉnh bởi đây là cái tên đẹp hàm chứa nhiều giá trị văn hóa và lịch sử Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định việc thực hiện thành công sát nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa sẽ có bước phát triển mới và cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, sớm trở thành tỉnh kiều mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Bí thư tỉnh ủy thông tin tới cử tri một số vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác cán bộ. Đồng thời chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thay đổi về nhân thân và thủ tục hành chính sau khi sắp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Cũng trong sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra công tác, lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập phường đông thịnh thuộc thành phố thanh hóa tại thôn đại tử ba xã đông thịnh huyện đông sơn